kim hay là hình bông hoa này để cho bông hoa này, hoa này á, đấy ở bông hoa này đây. Rồi. Trời. Ngọc ơi, ăn kem bông xong rồi Ngọc ơi. Tan học về đi ăn cái bánh sandwich, giờ làm cái kẹo bông gòn, nhìn hơi giòn. Phải màu xanh nó biển. Nó to hơn hai cái mặt xu luôn.